Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Buổi sáng hôm nay là ngày 4 Tây tháng 3 năm 2022. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đi cập nhật tình hình sân vận động Đà Lạt. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi, bây giờ là lúc các hôn nhân của chúng ta quay lại với công việc. Ở phía dưới đây mình thấy có một chiếc xe múc đang di dời những cái đống cát ở phía dưới này ra. Và ngày hôm nay thì mình thấy một điều, các công nhân của chúng ta đang dùng xe máy múc múc những cái phần đất ở xung quanh khuôn viên sân vận động Đà Lạt. Ở đây thì có một chiếc xe máy múc này. Sáng hôm nay mình thấy có một chiếc xe máy múc làm việc ở bên khán đài B. Số lượng công nhân sáng ngày hôm nay làm việc cũng tương đối là ít. Một điều nữa đó là hôm nay ở trong sân thì có những chị đang chạy marathon. Chạy marathon nguyên một vòng có thể nói là cũng tương đối là mệt mỏi luôn á. Vừa chạy vừa nghỉ. Vâng, chúng ta thấy là mấy chị chạy rất là sung luôn. Thường thì chạy marathon thì chúng ta sẽ chạy từ trái sang phải, ngược chiều kim đồng hồ. Vâng, chúng thấy khán đài A hôm nay các công nhân của chúng ta cũng đang cố định cái phần lan can. Sau này chắc lẽ là mấy bữa nữa sẽ đổ bê tông ở phần lan can bên khán đài A. Sân vận động mà Đà Lạt có thể nói là thi công tương đối là lâu quý vị, 10 năm rồi. Đối với công nhân mà làm việc như thế này thì không biết sân vận động khi nào mới chính thức hoàn thành. Và chúng ta thấy là cái phần mái che nó có độ cong hình vòng cung quý vị, và cỏ mọc rất là tốt quý vị, trong thời tiết khí hậu Đà Lạt mưa nhiều như hiện nay. Vâng, mấy chị vẫn chạy marathon miệt mài. Như vậy là đã chạy được một vòng. Ngay vị trí này là đúng một vòng sân vận động luôn. Đường chạy đường bít được làm bằng một chất liệu như là cao su và có độ nhám rất là cao, giúp cho chúng ta chạy, các động viên chạy marathon không bị trơn. Hầu như các sân vận động đều làm bằng chất liệu như vậy. Và chúng ta quay trở lại với khán đài C, vẫn còn khá là ngổn ngang quý vị. Ở phía dưới màn hình quý vị thấy có một cái hồ nhân tạo nho nhỏ được làm bằng bạc. Cái hồ này được người ta tạo ra để mà lấy nước, để mà xây dựng, lót những miếng gạch như thế này. Ở đây thì có một chiếc máy xúc đang mốt những cái phần đất làm phần công viên. Xe máy múc thì đang chờ những chiếc xe tải đi đổ đất ở phía sau khán đài A, sau đó sẽ quay trở lại với vị trí này để tiếp tục. Những cái vị trí như thế này trước cái ngày mà nghỉ Tết Nguyên Đán thì chúng ta có thể là vào bình thường, nhưng mà bây giờ vào sân vận động cũng tương đối là khó. Quý vị và các bạn nhìn từ góc này chúng ta thấy vẫn còn khá là ngổn ngang. Những đống đất tương đối là to ở bên khán đài C thì vẫn chưa có động đậy gì. hệ thống tưới nước vẫn tưới thủ công quý vị. Nước được lấy từ vị trí các cái đường nước ngầm ở phía dưới xung quanh sông Cơ Động. Dùng một cái máy bơm để mà hút nước lên. Hiện nay thì cứ vào thứ 6 một tuần 2 bữa thì các công nhân vẫn tưới cỏ đều đặn. Nếu như mà cỏ trồng sớm quá thì chúng ta sẽ rất là tốn về mặt nhân lực chăm sóc cỏ hàng ngày, bởi vì cần phải nhổ cỏ dại nè, cũng như là tưới để mà chăm sóc cỏ. Và góc này thì chúng ta thấy sông Cơ Động cũng khá là đẹp, nhưng mà rất là tiếc là chỉ có một bên khán đài làm mái che. Nếu như mà làm mái che hết á, thì sông Cơ Động sẽ rất là đẹp. Mái che thì được lắp bên khán đài A, nơi mà hướng Tây. Khi mà nắng mặt trời bắt đầu lặn á, thì nếu mà không có mái che thì sẽ rất là chói, ảnh hưởng đến các cầu thủ thi đấu. Bây giờ mình sẽ bay dọc theo khán đài B. Vâng, ở phía dưới này các cái bức tường thì cũng đã được xây gần xong rồi quý vị. Những cái giàn giáo được xếp ở bên trong để giúp cho công nhân đứng lên xây gạch. Sau này thì sẽ bịt hết những cái phần như thế này, chỉ chừa lại một tí xíu các cái căn phòng. Nhìn ra thì cũng tương đối là thông thoáng. Hướng này là hướng đông quý vị, mặt trời sẽ chiếu vào mỗi buổi sáng. Khúc này thì mình thấy vẫn chưa có xây gạch lên những cái căn phòng ở đây. Tầng 1 thì đã hoàn tất rồi. Hiện nay các cái căn phòng đều để vật liệu xây dựng như là xi măng, cốt thép, rồi máy trộn bê tông và vân vân. Quý vị và các bạn thấy xe máy múc đang múc những cái phần đất còn lại, cũng tương đối là nhiều đất. Có lẽ là phải mất mấy ngày hoặc là mất khoảng một tuần để có thể di dời hết cái phần đất ở phía dưới này đi. Còn phía bên kia thì phần đất đã được san bằng bởi chiếc xe lưu và đang chuẩn bị trải nhựa. Và cái phần này mà trải nhựa xong thì có thể nói là sân vận động mà cũng hoàn tất một phần nào đó, cũng khá là đẹp rồi. Và có một anh đang chuẩn bị leo lên xe tải để đánh xe tải tới vị trí xe múc đất. Và bây giờ thì mình sẽ đi theo anh ấy để xem anh ấy di chuyển hướng nào để mà tiếp cận vị trí xe máy múc ở phía trên. Rồi, anh ấy đã bắt đầu di chuyển. Đây là một chiếc xe tải loại nhỏ quý vị, loại 3,5 tấn. Nếu như vậy thì sẽ cần phải rất là nhiều xe để có thể cho xe múc kịp tiến độ. Và như vậy là hai chiếc xe tải của chúng ta đang đi đường vòng. Phải vòng ra phía sau của khán đài A thì mới tiếp cận được. Bây giờ các cái xe tải chuẩn bị leo lên cái phần đất ở phía sau đã được trải đá dăm, tuy nhiên thì vẫn chưa có được trải nhựa quý vị. Các cái ô ở giữa này thì sau này người ta sẽ trồng hoa lên. Ở đây có hai cái ô dài, sau này thì người ta sẽ trồng hoa lên vị trí này. Rất là nhiều các cái đống đá được đổ ở bên phía công viên. Và có lẽ là trong nay mai thì người ta sẽ ban những cái đống đá này ra. Và quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký, cũng như là để theo dõi video mỗi ngày, cũng như là để tạo động lực cho mình ra những video tiếp theo về sân vận động Đà Lạt nhé.